Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, chắc hẳn nhiều bạn khán giả YouTube đã biết đến Lão Ngụy. Lão Ngụy là người Trung Quốc và đang sinh sống tại Việt Nam. Anh ấy thường làm các video về cuộc sống tại Việt Nam và đăng tải video lên hai nền tảng mạng YouTube và Dưa Hấu Video tại Trung Quốc. Gần đây, Lão Ngụy có một video với tiêu đề nói về mặt xấu của xã hội Việt Nam. Tất nhiên, xã hội tại đất nước nào cũng có mặt xấu, mà anh ấy hay nói về những điểm tốt tại Việt Nam nên khán giả Trung Quốc không thỏa mãn. Họ nói Lão Ngụy rằng đang tâng bốc Việt Nam thái quá rồi vu khống Trung Quốc. Lão Ngụy có giải thích rằng Trung Quốc là một nước lớn, anh ấy nói Việt Nam tốt không có nghĩa là nói Trung Quốc không tốt. Nếu các bạn Trung Quốc nghĩ mình là nước lớn, bạn có lòng bao dung, vậy bạn phải thừa nhận điểm tốt của người khác. Nếu như ai đó thật sự tốt mà bạn cứ không chịu thừa nhận, vậy còn đi nói cái gì nền văn minh 5.000 năm, không khác gì tự vả đôm đốp vào mặt mình. Còn tại Trung Quốc, tất nhiên cũng có nhiều điểm tốt, điểm mạnh, điểm sáng, điểm đẹp và còn có một số người khen Trung Quốc thành chuyên nghiệp rồi. Lão Ngụy không chuyên nghiệp bằng họ nên không biết khen như thế nào. Hơn nữa, hiện tại anh đang sống tại Việt Nam thì anh ấy chỉ có thể chia sẻ những điều mà anh ấy nhìn thấy, nghe thấy, xảy ra với anh ấy mà thôi. Vậy mà nhiều khán giả Trung Quốc nói anh ấy chỉ biết nói mặt tốt của Việt Nam, còn mặt xấu thì lảng tránh không nói. Vì vậy, để thỏa mãn lòng mong đợi của khán giả cổ quốc 5.000 năm văn hiến, Lão Ngụy hôm nay sẽ nói về những điểm xấu của Việt Nam. Cũng là nói xấu, nhưng nó cũng hơi lạ, khiến netizen Trung Quốc không thể hả hê nổi. Vậy những điểm xấu đó là gì? Và netizen Trung Quốc đã bình luận những gì sau khi nghe xong? Các bạn hãy xem đến cuối video nhé! Điểm đầu tiên mà Lão Ngụy nói đến đó là xã hội Việt Nam đầy mâu thuẫn, người Việt Nam cảm thấy rất nhẹ nhàng nhưng thật ra vô cùng cứng rắn. Tôi không biết đây có phải là điểm xấu không nữa. Bằng chứng là người Mông Cổ đến, người Mỹ đến đánh chiếm, họ đều thất bại và không thể chinh phục được Việt Nam. Vì vậy, người Việt Nam trông hiền lành vậy thôi chứ cứng rắn lắm. Về an sinh xã hội và trị an ở Việt Nam, người Việt Nam mặc dù trông hiền lành nhưng tất nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng trộm cướp và điều này ở xã hội nào cũng có. Ở Việt Nam có một số nơi có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn, hoặc là một số người đàn ông thích rượu chè cờ bạc nên họ thường làm những điều cực đoan. Còn khách du lịch thì cũng có một số người bị đánh cướp, bạn bè của Lão Ngụy cũng gặp phải. Tuy nhiên, đây là một vấn đề không thể tránh khỏi. Không chỉ có Việt Nam mới xảy ra hiện tượng này, Trung Quốc trước đây cũng có. Người dân địa phương Việt Nam cũng rất cẩn thận bảo vệ tài sản của mình. Nhưng nhiều khách du lịch không đề phòng điều đó và đã bị cướp mất điện thoại khi đang đi đường. Nhưng Lão Ngụy đã được bạn Việt Nam dạy cho một chiêu, đó là khi bị cướp thì hãy kêu lên thật to để mọi người nghe thấy. Vì người Việt Nam rất dũng cảm và hay giúp đỡ, nhiều người sẽ đuổi theo tên cướp, thậm chí tên cướp đó có khả năng sẽ bị đông đảo quần chúng bao vây. Người Việt Nam vô cùng nhiệt tình, Lão Ngụy đã nói nhiều trong các video trước đây của mình và cả bạn bè của Lão Ngụy cũng đã trải qua những việc được người Việt Nam giúp đỡ. Khi bạn bị ngã xe máy thì rất nhiều người Việt Nam dừng lại, dựng xe hộ bạn, đỡ bạn đứng lên, nhặt đồ đạc giúp bạn, đấy họ nhiệt tình như vậy. Tuy có trộm cướp nhưng không thể nói, Việt Nam có trộm cướp ở khắp mọi nơi, người Việt Nam người tốt rất nhiều, đa số đều là người tốt. Kể cả Trung Quốc, Nhật Bản hay Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào thì người dân đa số đều là người tốt, người xấu rất ít. Vấn đề thứ hai mà Lão Ngụy đề cập chính là về giao thông của Việt Nam. Mọi người ở Trung Quốc đều đã biết ở Việt Nam nhiều xe máy và cứ nghĩ rằng xe máy nhiều thì đường sẽ thông suốt hơn, nhưng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam thực sự quá tệ. Ở Việt Nam cũng hay tắc xe, đi ra sân bay thì phải đi sớm trước một tiếng để đề phòng trường hợp tắc đường, nhất là ở hai thành phố lớn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Còn các thành phố nhỏ cấp 2 hoặc cấp 3 khác thì lại không xảy ra hiện tượng tắc đường như vậy, vì hai thành phố lớn của Việt Nam cũng là hai siêu đô thị và giá nhà ở đây ngày càng cao. Vấn đề thứ ba mà Lão Ngụy nhắc đến, người Trung Quốc hay gặp vấn đề với cảnh sát không chỉ tại Việt Nam mà có thể là trên cả Đông Nam Á. Khi nhập cảnh hải quan thì hải quan thường hay yêu cầu người Trung Quốc phải có tiền. Nhưng nếu bạn là một người nhập cảnh vì mục đích công việc hay du lịch bình thường, bạn nói rằng bạn không có tiền, bạn chuyển khoản WeChat hay Alipay cho hải quan có biên lai rõ ràng, anh ấy sẽ không dám nhận. Bạn nói đoàng hoàng và khiêm tốn, bạn vẫn sẽ được qua bình thường. Họ cũng không phải là bắt buộc bạn phải đưa tiền thì mới cho vào. Tiếp theo là đến cảnh sát giao thông tại Việt Nam. Cảnh sát giao thông thì lương khá thấp nên đôi khi anh ta phải dựa vào tiền phạt để tăng thu nhập của mình. Ngay cả người dân địa phương Việt Nam cũng khá lo lắng về cảnh sát giao thông và thường có những lời chỉ trích phê bình họ. Nhưng Lão Ngụy lại nhận thấy một số điểm tốt về cảnh sát giao thông Việt Nam. Lão Ngụy kể lại câu chuyện mà anh ấy đã trải qua như sau. Đó là khi bạn tôi chở tôi ngồi đằng sau xe máy, khi đó có một cảnh sát giao thông đã chặn chúng tôi lại và anh ấy đã nắm một tay lên cánh tay đang cầm lái của bạn tôi. Khi đó bạn tôi tăng tốc, nếu cảnh sát thực sự muốn giữ lại thì anh ấy chỉ cần nắm chặt không buông tay, nhưng cuối cùng anh ấy lại buông tay để không xảy ra tai nạn. Có lần khác, tôi đã bị phạt. Khi đó tôi không mang theo nhiều tiền, đều là tiền lẻ. Tôi đã đưa hết tiền của mình cho anh ấy. Anh ấy đã đưa trả tôi 50.000. Số tiền đó đủ để tôi đổ xăng và uống nước.
Tôi đang nghĩ về điều này. Mặc dù tôi bị phạt, nhưng tôi cảm thấy anh ấy vẫn cho tôi một con đường sống, không phải là tuyệt đường của tôi. Nên tôi cảm thấy xã hội này còn có chút ấm áp. Lúc đó, tất cả số tiền của tôi còn không đủ tiền phạt. Vì người nước ngoài đôi khi không quen đường xá sẽ bị phạt. Điều này là tuân thủ luật pháp. Kể cả bạn không có tiền thì cảnh sát vẫn cho bạn đi qua. Hoặc bạn tôi đang mang rất nhiều tiền thì cảnh sát cũng chỉ phạt 100.000. Từ những điều mà Lão Ngụy đã trực tiếp trải qua tại Việt Nam, Lão Ngụy nhận thấy Việt Nam mà Lão Ngụy trải qua có thể khác với những người khác thấy. Vì vậy, Lão Ngụy hy vọng mọi người có thể cư xử văn minh. Đó là toàn bộ câu chuyện chia sẻ về điểm xấu của Việt Nam. Ngay xong câu chuyện này, có phải các bạn đều đang nghĩ hình như Lão Ngụy đang kể chuyện tốt chứ đâu phải nói về điểm xấu gì đâu? Vậy sau khi nghe xong những điều này, thì netizen Trung Quốc đã phản ứng ra sao? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Lão Ngụy, những gì bạn đang nói là mặt thực tế. Từ góc độ đời thường của người dân, một số chương trình trong nước chủ trương là không đúng sự thật. Nhưng ai có thể phân biệt rõ sự thật cuộc sống và sự tuyên truyền thì đều hiểu cả. Mời bạn tiếp tục làm những sự thật mà bạn nhận ra. Mọi người đều không giống nhau. Loại chương trình như thế nào sẽ có các loại khán giả như thế đó. Chỉ cần tập trung vào trải nghiệm thực tế của bạn là tốt rồi. Ở Trung Quốc, hơn chục năm trước, dây chuyền bị cướp 2 lần, điện thoại di động bị trộm 1 lần và tiền trong túi của tôi bị trộm 3 lần. Việt Nam thật sự năng động. Tìm kiếm sự thật là được rồi, nhưng Việt Nam thực sự rất nguy hiểm. 99% người Trung Quốc không thích người Việt. Việt Nam chắc chắn đang tụt hậu so với Trung Quốc, nhưng có một điều tôi quan sát được là hầu hết người Việt Nam tôi gặp đều có tâm thái tốt hơn, họ không coi thường điểm tốt của người khác. Tôi nghĩ Việt Nam là quốc gia giống Trung Quốc nhất, người Việt Nam cũng giống người Trung Quốc nhất, chỉ cần coi họ là người Trung Quốc trong cuộc sống hàng ngày là được rồi. Do dự, lúc đầu nói là điểm xấu, rồi cuối cùng nói vẫn là điểm tốt, rốt cuộc thì sau khi ở lâu rồi thì có cảm tình. Tôi đã đến Nha Trang Việt Nam cách đây 3 năm, nói thật là chất lượng của người dân hơn hẳn chúng ta quá nhiều, nên không phục không được. Việt Nam đã thực sự phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và nhiều chủ doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam kinh doanh đã kiếm lời rồi. Khách quan là tốt, xã hội nào cũng có tất cả các loại khuyết điểm và không có xã hội nào hoàn hảo đâu. Những tên trộm của Trung Quốc giờ đã được nâng cấp thành những kẻ lừa đảo trực tuyến. Trên đường phố không ai mang tiền rồi, bọn chúng chuyển sang tất cả các loại lừa đảo qua mạng. Ngay cả các trường tiểu học cũng yêu cầu phụ huynh tải xuống các ứng dụng chống gian lận. Sự ôn hòa bề ngoài chỉ là giọng nói nhẹ nhàng mà thôi, còn trong tâm thì dữ dằn mới là đặc điểm của người Đông Nam Á. Cũng may là bạn đã sang Việt Nam, nếu là sang Nhật thì không chống đỡ nổi rồi. Bản thân Việt Nam đang phát triển rất nhanh, vừa có nhược điểm, vừa có ưu điểm. Nhịp sống ở Việt Nam chậm hơn, không có áp lực lớn như trong nước. Tôi chưa từng đến miền Nam Việt Nam, tôi không biết. Dù sao, đại bộ phận người dân Bắc Việt Nam đều giản dị và tốt bụng. Giống như nhiều người Việt Nam ở Trung Quốc cũng nói những điều tốt đẹp về Trung Quốc, 99% cư dân mạng Việt Nam trên mạng là chửi Trung Quốc. Nếu bạn sống ở Việt Nam mà nói rằng Việt Nam tốt thì cũng dễ hiểu thôi, không có gì lạ cả. Chỉ là đa số người Trung Quốc không quan tâm đến Việt Nam và không mấy ai bình luận đến mặt tốt mặt xấu của nó. Hầu hết người Trung Quốc chỉ quan tâm đến Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Một xã hội với sự ấm áp và bầu không khí như pháo hoa của con người, tôi nghe nói rằng hiện nay ngưỡng nhập cư rất cao rồi. Đó là cảm nhận của ông thôi, cảm giác của chúng tôi là xe máy chạy loạn xạ, thu phí lặt vặt và hầu hết mọi người đều cảm thấy rằng họ đã đi đến một đất nước tiểu nhân, chợ thì lộn xộn và bẩn thỉu, mọi thứ ném trực tiếp trên mặt đất. Đường phố Việt Nam cũng giống như ở Trung Quốc, có nhiều loại phương tiện, cũng có nhiều ô tô cá nhân, lại dùng ánh mắt nghèo nàn như ngày xưa nhìn người ta là điều không thích hợp nữa rồi. Việt Nam cũng tương tự như Trung Quốc về mọi mặt, người dân thường Việt Nam đối với mọi người vô cùng nhiệt tình. Trên mạng có rất nhiều tin đồn, tôi đã đến Việt Nam cách đây 3 năm, tôi tìm kiếm sự thật. Việt Nam đi sau Trung Quốc khoảng 20 năm, là Trung Quốc những năm 2000, nên kinh tế nói chung đứng thứ 39 trên thế giới. GDP bình quân đầu người là hơn 3.000 đô la Mỹ, tương đương với một tỉnh ở Trung Quốc, còn nhiều điều kiện khó khăn để trở thành một nước phát triển trong tương lai. Ấn tượng về mặt xấu tốt của một quốc gia phụ thuộc vào sự thể hiện của người dân quốc gia đó khi đi du lịch nước ngoài. Người Trung Quốc rất thích phô trương, họ kiêu ngạo và lợi dụng mọi người ở khắp mọi nơi. Họ không có xương sống và không đoàn kết. Nạn thu phí của người Trung Quốc khi xuất nhập cảnh là do chính người Trung Quốc gây ra. Đó là một vài bình luận của netizen Trung Quốc. Ở đâu cũng có người tốt và người xấu, vì vậy chúng ta cũng không nên quá tiêu cực về người Trung Quốc. Người kém hiểu biết và kiêu ngạo thì đi đến đâu cũng không được chào đón. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về nội dung hôm nay? Hãy comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị hơn nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!